Về cái ánh sáng của Mã D1 này thì nó không còn cái lời gì để mà tả hết rồi anh em ơi. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Auto passing cũng như là máy khâu luôn anh em nhá. Hôm nay em Trường múc mang cho anh em combo mini trợ sáng D1 kết hợp với cả mạch auto passing V2. Một bộ combo như này có giá là 6,5 lít, lắp đặt được lên tất cả mọi loại xe gắn máy. Độ 6,5 lít đến 7 lít. Đấy, tùy hôm nó có mã trợ giá thì anh em sẽ vào săn nhá. Đấy, với cái ánh sáng như này thì em nghĩ là 6 lít nó quá rẻ luôn anh em ơi. Đây là cốt vàng anh em nhá. Đó, giải cốt vàng cực kỳ là đậm nhá. Đấy, có lên pha cho anh em phát là tan biến luôn này. Ok chưa? Đó, chỉ với khoảng độ 6,5 lít đến 7 lít là anh em đã có thể sở hữu cho em một bộ combo như này rồi. Nó sẽ bao gồm cho anh em mình là hai chiếc đèn mini D1 có kèm công tắc và pad công tắc cho anh em nhé. Vị trí là anh em mua cái bộ combo mini D1 này là về chỉ có sẵn gắn lên xe thôi. Đấy, và không cần phải chế cháo đấu nối thêm cái gì cả. Đấy, em Trường sẽ gửi kèm cho anh em pad tương ứng nhé. Anh em tour phượt, anh em tài xế sẽ tải đường dài. Nếu mà muốn lên những cái chiếc đèn mini nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt như này thì anh em mình có thể vào trong shop của em Trường nhé. Đấy, ngày sale để anh em lên săn để có được cái giá tốt nhất nhé.